thì mình sẽ mời con riêng và bố mẹ, tức là bố mẹ mà con đến để vui với bố mẹ, cũng như là bố mẹ giới thiệu mọi người con là ca sĩ ở đoàn nhạc Công an Nhân dân. Mà đến lên giao lưu được. Ừ, đến lên giao lưu. Hôm nay làm cái chuyện lên đấy. Chứ gì là muốn chẳng muốn xa vạn lý vẫn thương thua nào.